Mùa xuân ta thường nói đến chuyện hoa đào, hoa mai, nhưng ngày nay nhiều bạn trẻ lại thích hoa hồng, tặng nhau những bông hoa hồng vào độ Tết đến xuân sang. Bởi hoa hồng tượng trưng cho tình yêu gắn liền với tuổi trẻ và câu chuyện xúc động bao nhiêu thế hệ người Việt Nam. Và Vâng, mong muốn nói đến đó chính là nguồn cội của bài hát Triệu Triệu Bông Hồng nổi tiếng, một bài hát ca ngợi tình yêu và tuổi trẻ. Chuyện tình yêu anh họa sĩ gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Và để tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Triệu Triệu Bông Hồng. Vâng, đến từ câu lạc bộ dân vũ làng Tứ biểu diễn. Và quý vị không quên dành tặng cho câu lạc bộ dân vũ làng Tứ một tràng tay nồng nhiệt. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin được trân trọng cảm ơn các chị đến từ câu lạc bộ dân vũ làng Tứ.